Chào bà con nông dân cả nước nha. Nay nông cơm tính lên con máy cắt cỏ Robin 24 nha mọi người. Đó, con này là nòng 33 ly 24cc nhiệt bãi ha. Cái hệ này xài cực kỳ bền, bốc mạnh nha mọi người. Hệ này xài rất là ok luôn. Đó, con này là thương hiệu nó là Robin. Đó, con này em kiểm tra bít tông hả, rất là mới luôn ha. Như là bên Nhật nó xài ít lắm mọi người. Anh nói cái này mọi người mua về mà xài mà dưới mà 5 năm ha, mà sửa gì em mới sợ, không có gì để sửa chứ. Từ cần đến đầu bò, đầu bò của Robin nó cũng rất là bền luôn. Cần nó cũng bền á. Con này gọi là mình đồng có đá nè mọi người. Mọi người mua về phát hả, rất là ok mà giá cũng rẻ nữa. Đó. Giá thì trong phần mô tả nha mọi người. Ai mua máy em sẽ được miễn phí vận chuyển nè, đầy đủ phụ kiện như là bắt cước nè, bắt cước cải tiến ha, chống đứt cước ha, đó, và cước pháp ga luôn nha mọi người. Đó, và một cái lục giác 4 đó, mọi người cũng mở gì mở ha. Đó, giác 4 nè, thấy không, một cái bugi ha, bugi 7 là có rồi, em tặng thêm cái bugi, một cái tép mở bugi và đầu dao dưới ha, và một con dao cắt Thái Lan 2 chấm nha mọi người, dao cắt vậy ha, 2 chấm dài 3 tấc. Tới nơi kiểm tra máy ok, thanh toán tiền cho shipper nha mọi người. Ai đầu lần tiên mua máy em thì cọc em trước 100.000 ha, còn khách quen thì khỏi cọc nha mọi người. Đó, trang bị dây đeo bãi luôn nè, dao ít tinh luôn nè, thấy không, tay ga bóp ha, bóp riêng ra máy nha, dây ga cũng riêng luôn nha mọi người. Đó, cần lắp rồi nè, 24 nè mọi người. Đó, 24 thấy không? Đó, cũng BR24 luôn nè, thấy chưa? Một bò nè. Đó, quấn mặt cước nè, thấy không? Đó, cước này em thử ha. À, chẳng có bãi thì nó nứt về, không sao nha mọi người. Kệ nó, em bán cũng rẻ lắm rồi. Giờ cũng đang hết nha, chẳng cỏ rồi. Đó. Tâm tiết đồ rất là ok luôn ha, nhẹ nhàng nha mọi người. Con này xài cực kỳ bền luôn. Bữa ngày bận quá em không có lên máy này, gán lên máy tương tác nha mọi người ha, lên con máy ha. Đó, này hơi khủng khiếp anh nha, em kiểm tra bê tông mà còn sập ngang luôn á. Hơi này chắc lắm đó, hơi nè không tuột luôn nè mọi người, thấy không, cứng rồi nè, thấy không, đâu có tuột đâu. Máy gì nè, xài đã lắm ghê không. Rồi, máy là hãng Robin ha mọi người ha. Phụ tùng mà em có con này nhiều dữ lắm, lỡ mà hư hao gì mọi người yên tâm ha. Rồi, em giật máy nổ nha mọi người nghe nha. Quanh rồ một kim luôn nha. Đó, chỉ nhật nha mọi người, chỉ ngang chỉ nhật riêng thôi máy ha, mọi yên tâm ha, còn rất là mới luôn, con này vàng từng ốc luôn nha mọi người. Đó, đây giật nè. Hơi quá nặng, quá mạnh luôn. Phát dao là chùm đỉ luôn. Rồi, ra máy ra phần mô tả ha. Ai chưa chọn được con máy ý thì nhớ đăng ký kênh theo dõi ha, để em ra những con máy mọi người kêu ủng hộ em nha. Đó, con máy này em bao rin từng ốc luôn nha mọi người, nòng niết điện bê chế đồ rin hết luôn ha. Đó, bình xăng con đồ rin hết, không bể vỡ chảy gì ha. Rồi, em kết thúc video đây nha.